Namaste, xin chào các bạn. Chúng ta cùng đến với khóa học yoga cải thiện sự tập trung. Các bạn thân mến, tập luyện yoga đúng cách sẽ giúp chúng ta giải phóng được một số các hormone như endorphin, dopamine hay oxytocin. Đây là một số những hormone sẽ giúp chúng ta tạo ra một cảm giác hưng phấn, giảm đau, giảm mệt mỏi, giảm căng thẳng rất là hiệu quả. Và tập luyện yoga cũng có thể làm giảm lượng cortisol gây ra những mệt mỏi và căng thẳng bên trong cơ thể một cách hiệu quả nhất. Chính vì những lợi ích của yoga mang lại cho người tập như vậy, nên bộ môn yoga được ứng dụng vào trong quá trình tập luyện nhằm giúp người tập giảm tải những căng thẳng, mệt mỏi, âu lo, giúp thư giãn tinh thần một cách hiệu quả, tăng khả năng ghi nhớ, cải thiện sự tập trung trong học tập cũng như là trong làm việc. Và quá trình tập luyện yoga, các tư thế kết hợp cùng với hơi thở sâu sẽ giúp cho người tập thư giãn và làm dịu tâm trí, cũng như là vận động đúng cách sẽ giúp cho người tập tăng thêm sức mạnh cho hệ vận động và giải phóng được những ứ trệ, những mệt mỏi trong cơ thể của mình, giúp cho tinh thần luôn luôn cảm thấy hưng phấn, tự tin hơn trong cuộc sống. Khóa học yoga cải thiện sự tập trung với các bài tập được thiết kế cân bằng giữa cơ thể và tâm trí, giúp cho người tập mang lại những giá trị lợi ích tối ưu về sức khỏe cũng như là cải thiện sự tập trung. Và nếu như phụ huynh đồng hành cùng con sẽ mang lại các giá trị tối ưu cho sức khỏe như giảm hiện tượng đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng gây nên, hoặc là giảm hiện tượng đau mỏi cổ vai gáy một cách dễ dàng nhất. Và khóa học sẽ có thêm những lời khuyên vô cùng hữu ích của huấn luyện viên dành cho quý phụ huynh và các em. Mong rằng quý phụ huynh và các em cùng đón nhận bộ bài tập yoga cải thiện sự tập trung để chúng ta chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nhà. Bộ bài tập các tư thế cùng với hơi thở và một số lưu ý, những bí quyết thường gặp trong cuộc sống để chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình một cách trọn vẹn hơn. Và chúng ta cùng gặp lại ở bộ bài tập yoga cải thiện sự tập trung. Xin chào và hẹn gặp lại quý phụ huynh và các em.